Sáng ngày 20 tháng 1 giờ Mỹ, ông Donald Trump đã rời khỏi Nhà Trắng lần cuối cùng dưới cương vị làm một Tổng thống Mỹ. Ông chọn rời đi trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden, được cho là để tránh phải đối mặt với thực tế đã thua trong cuộc bầu cử độc nhất vô nhị trong lịch sử nước Mỹ. 8 giờ 18 phút sáng ngày 20 tháng 1, trực thăng Marine One đã cất cánh, đưa ông Trump tới căn cứ quân sự Andrews. Chiếc máy bay không bay thẳng mà lượn một vòng ở khu vực trung tâm thủ đô Washington, lượn qua đồi Capitol và tượng đài Washington. Sau 21 phát đại bác chào mừng, ông Trump và vợ Melania đã có bài phát biểu chia tay người dân dưới cương vị Tổng thống. Ông mở đầu bằng lời cảm ơn các thành viên trong gia đình, tri ân tránh văn phòng Mark Meadows, trước khi mời bà Melania lên phát biểu ngắn gọn. Ông đã gọi đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là người phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp và có phẩm giá, và bà rất được mọi người yêu mến. Các thành tựu trong nhiệm kỳ 4 năm của ông cũng được liệt kê ra, như phục hồi vị thế quân sự cho nước Mỹ, giảm được thuế và phát triển thành công vaccine COVID-19 rất nhanh chóng. Ông thậm chí còn chúc bộ máy chính quyền sắp tới gặp nhiều may mắn, nhưng không trực tiếp nhắc đến tên tân Tổng thống Joe Biden. Sau bài phát biểu ngắn gọn, ông Trump và vợ bước lên chuyên cơ Air Force One 001 để trở về Florida, chính thức kết thúc hành trình 4 năm là người đàn ông quyền lực hàng đầu thế giới. Trước khi chính thức rời Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump được cho là đã phá bỏ rất nhiều truyền thống của các đời Tổng thống đi trước, chỉ trừ một điều. Ông đã để lại một bức thư cho Joe Biden, tân Tổng thống Hoa Kỳ. Người phát ngôn của Nhà Trắng, Rudy hôm 20 tháng 1 xác nhận ông Trump đã để lại bức thư cho người kế nhiệm của mình. Theo truyền thống, các Tổng thống Mỹ sẽ để lại bức thư chúc mừng và thể hiện sự ủng hộ lại phòng bầu dục. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi hoặc về việc liệu ông Trump có thực sự ghi nhận chiến thắng của ông Biden hay không. Phát biểu trước báo giới từ phòng bầu dục lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống tối ngày 20 tháng 1 giờ Mỹ, ông Biden cho biết sẽ giữ bí mật nội dung lá thư cho đến lúc ông liên lạc với ông Trump. Tổng thống Trump đã viết một lá thư rất tử tế. Vì tính riêng tư, tôi sẽ không tiết lộ nội dung cho tới khi tôi nói chuyện với ông ấy. Nhưng đó là một lá thư độ lượng, ông Biden nói. Nhà Trắng không công bố nội dung bức thư ông Trump đã để lại. Chỉ biết Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã để lại thư cho người kế nhiệm, bà Kamala Harris. Trong quá khứ, các Tổng thống thường sử dụng thư tay để nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc này, đồng thời chỉ ra những phần thưởng, sự khó khăn và cảm giác cô đơn đi kèm với nó. Các bức thư cũng bỏ qua sự xung đột giữa các đảng phái trong bầu cử mà thể hiện sự ủng hộ cho một nhiệm kỳ tổng thống mới. Năm 2007, Tổng thống George H. Bush từng để lại thư cho ông Barack Obama, trong đó có lời cảnh báo về những thời khắc phải nỗ lực, về sự phẫn nộ, về nỗi thất vọng của những người bạn bên cạnh. Nhưng đồng thời, ông cũng viết rằng mình sẽ ủng hộ ông Obama, cũng như cả đất nước sẽ ở bên người kế nhiệm mình. Truyền thống viết thư giữa Tổng thống sắp mãn nhiệm và người kế nhiệm có từ thời điểm tương đối gần đây, cho là bắt đầu từ thời ông Ronald Reagan, Tổng thống Mỹ thứ 40, rời nhiệm sở vào năm 1989. Trao lại Nhà Trắng cho ông George Bush, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 20 tháng 1 cho biết hiện vẫn chưa lên kế hoạch bất cứ cuộc gọi nào giữa ông Biden và ông Trump. Người liên tục tháp tùng bên cạnh ông Trump không ai khác mà chính là vợ, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump. Không chỉ thu hút ánh nhìn bởi diện mạo xinh đẹp cùng thần thái sang trọng trong chiếc váy ôm sát màu đen thanh lịch. Bà Melania còn gây bất ngờ trước hành động hiếm thấy của mình với ông Trump trong những giây phút cuối cùng cùng nhau có mặt tại Nhà Trắng. Cụ thể, khi chuẩn bị bước lên chuyên cơ 001 để rời đi, bà Melania đã với tay ra và chủ động nắm lấy tay chồng, cùng bước đi vô cùng tình cảm và thân mật trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Cái nắm tay đơn giản nhưng cực kỳ chủ động của bà Melania Trump đã để lại những cảm xúc khó quên trong lòng những người ủng hộ vợ chồng cựu Tổng thống từ trước đến tận thời điểm bây giờ khi Nhà Trắng đã chính thức đổi chủ. Nói hiếm có bởi từ trước đến nay, báo chí truyền thông và người hâm mộ đã chứng kiến hết lần này đến lần khác bà Melania từ chối cái nắm tay tìm kiếm của chồng. Trong khi ông Trump luôn là người chủ động đưa tay ra để nắm lấy tay vợ mỗi lần xuất hiện trước dân chúng, thì ngược lại, bà Melania dường như không ngại ống kính nhòm ngó của truyền thông và thể hiện sự lạnh nhạt của mình với ông Trump. Trong lễ chia tay Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump, các con của ông đều có mặt trừ cậu út Barron.